Con đường nghịch thiên tập 67 Lúc bây giờ đám người Cương Tư Nam một đường mạnh mẽ đi tới mục tiêu trực chỉ thanh long điện thì bọn hắn muốn một mực ở chỗ này thu thập phù văn cổ tử ở trong vạn tượng trận chặn giết Để tưởng của hành thánh tông nhưng mà bất đắc dĩ quá nghèo bộ kiếm khôi rỗi tăng thêm 8 thạch khối lỗi hôm nay bọn hắn còn thừa lại tinh thạch tuyệt phẩm nửa canh giờ cũng chưa tới sẽ hoàn toàn tiêu hào sạch sẽ cho nên bọn hắn nhất định phải trước hết tiến nhập trong thành lòng điện đi tìm bảo tàng tây linh thú sơn để lại mới có thể cung cấp năng lượng sung túc cho khôi lỗi thạch vạn tượng trận nguy cơ trùng trùng coi như là đại năng cũng không cách nào ngăn cản được rất có thể sẽ vẫn lạc bên trong nhưng mà chỉ có hai người ngoại lệ trong tay kỳ phân thâm có dẫn tình kính chính phẩm chính là linh khí vương phẩm là trong thể trận vương bàn cho hắn có dẫn linh kính tương trợ giống như một vị trận đạo phương giả đang giúp hắn pháp trận. Bởi vậy ở trong phản tượng trận lộ ra cực kỳ thoải mái và nhẹ nhõm. Mà cương thứ nam liền không giống, đơn giản thô bạo, chỉ dựa vào hơn 600 viên phủ văn cổ tự trong thần hồn, cũng có hồng bông tạo hóa kinh thần kỳ. Có thể, bất kỳ là cổ trận cường đại cỡ nào, trực tiếp phá vỡ trận pháp, bởi vậy tốc độ càng nhanh hơn một phần. <laughs> Tập vốn còn đang suy nghĩ là ai nhẹ nhàng liền phá vỡ bạn tưởng trận như vậy không nghĩ tới dĩ nhiên là hàn ca ca một tiếng cười khanh khách như chuông bạc vang lên không linh mà dễ nghe vô cùng mang theo cây tức hấp dẫn để cho người ta toàn thân tê dại khương tư nam cùng tiểu hòa thượng có chút kinh ngạc đoan mộc hàn nhưng nghĩ tới điều gì sắc mặt trở nên trắng bệch đi chúng ta đi mau thôi đoan mộc hàn phảng phất như đã mất đi lãnh khốc của ngày bình thường, trở nên vô cùng lo lắng, kéo Khương Tư Nam cùng tiểu hòa thượng muốn chạy đi. Nhưng mà trước mắt lóe lên hào quang, từ trong hư không xuyên ra một thân ảnh thướt tha. Con mắt của Khương Tư Nam cùng tiểu hòa thượng lập tức dựng thẳng. Đó là một thiếu nữ mặc lụa đen, nhưng mà trên người quần áo rất là ít, chỉ che quất những chỗ bấu chút lộ ra mảng lớn mảng lớn giả thịt tuyết trắng nàng ta có một khuôn mặt cực kỳ tinh xảo cặp môi đỏ mọng non mềm, mỗi nhỏ anh đào, còn có một đôi mắt to ngập nước, phẳng phất như muốn nhỏ ra nước. Giờ phút anh nhìn đoan mộc hàn, vẻ mặt rất u oán Làm cho người tâm huyết rồi trào chính là, sang người ngạo nhân của nàng, hai đùi thằng dài thẳng tắp, bờ eo thon bé bỏng dịu dàng đắm chặt, hết lần này tới lần khác, trước ngực lại cực kỳ bao la hùng vĩ. Theo nàng bước liên tục nhẹ nhàng mà rung rung, ở dưới lụa đen dự ẩn như hiện để cho Khương Tư Nam cơ hội có một loại xúc động muốn phun máu. Khương Tư Nam chứng kiến tiểu hòa thượng nước miếng sắp chảy ra, mặt tỏ sáng long lánh, nhìn chăm chăm vào ngực của người ta không chớp mắt, vội vàng đi lên che ánh mắt của hắn nói: Tiểu hài Thượng, đừng có nhìn tinh tinh. Hạng y thiếu nữ chỉ cười nước nhìn Khương Tư Nam cùng tiểu hòa thượng, được chú ý liền hoàn toàn rơi vào trên người Đoan Mộc Hàn, trong ánh mắt tràn đầy u oán. Hàn ca ca, ngươi lại để cho Mị Nhi tìm thật là khổ sở. Ngươi không biết Mị Nhi, ở trong thần ma cổ chiến trường, đã ăn bao nhiêu khổ sở, gặp bao nhiêu nguy hiểm không? Hàn ca ca người lại không đến bảo hộ cho người ta. Thanh âm của hắc y thiếu nữ tê dại, dường chư mà quét miệng đoan mộc hàn, không khỏi co giật. Mồ hôi lạnh chảy ra, hiển nhiên là đối với hắc y thiếu nữ này cực kỳ e ngại. Người, người đừng có nói mò, ai là hàn ca ca của ngươi? tu vi của người còn cao hơn cả ta đều là người kỳ dễ người khác người khác ai dám kỳ dễ người chứ khuôn mặt anh tuấn của đoàn mộc hàn trướng lên đỏ bừng nói chuyện cũng có chút bất lợi thậm chí khương tử nam còn mẫn cảm từ trong lời nói của hắn nghe được một tiểu ủy quất ủy quất ư hắn ra tiểu tử này bị ma nữ trước mắt kỳ dễ chăng khương tử nam có chút hổ nghi nhìn hai người phát hiện hạng nghỉ tiêu nữa kia tu vi quả nhiên cao hơn đoàn mộc hàn hôm nay đã cô đọng nguyên thần, trở thành một đại năng thông thiên cảnh. Đoan mục Hàn chứng kiến ánh mắt của Cương Tư Nam không có hảo ý. Trong đội tâm giật mình, vội vàng giải thích nói, nàng, nàng là U Minh Cùng Thánh Nữ, là tiểu nữ nhi của U Minh Cùng Cung Chủ, tên là Võ Mị Nhi. Người gọi nàng là ma nữ là được rồi, ta cùng nàng không có quan hệ gì, các người không nên hiểu lầm. Không thành vấn đề. Tiểu hòa thượng giải ruộng mà trảo của cương Tư Nam cười hì hì, nhìn hai người một chút, sau đó nhủ thuận nhìn mà nữ mà nói. Vì nữ Bồ Tát xinh đẹp này, hẳn gây là nàng dâu chưa về nhà chồng của Tiểu Hàn hả? Ta tên là Thiên Duyên, bái kiến nhị dâu, ừ, người gọi ta là Tiểu Hòa Thượng là được rồi. Nữ Bồ Tát á? Nữ Bồ Tát là cái gì? Tiểu Đệ Đệ người thực là nghe lời. Người đoán không có sai, ta chính là vì hôn thê của Tiểu Hàn, hôn sự của cha hắn cùng mẹ ta ở lúc chúng ta còn nhỏ tiền định, định ra rồi. Nhưng mà hắn lại không có thừa nhận Thật làm cho ta đau lòng Đau lòng quá Võ Mị Nhi thoạt nhìn có chút điểm đạm đáng yêu Mắt toàn xinh đẹp đỏ lên Chậm rãi đi về phía đoan bộc hàn Phẳng phất như đoan bộc hàn Là người bội tình bạc nghĩa Cái gì? Hắn vậy mà không có thừa nhận Cũng quá không phải nam tử rồi Sau khi tiểu hòa thượng nghe xong Lập tức hiền ngang lẫm liệt Nhìn đoan mộc hàn rồi nói Tiểu hàn không phải ta nói Ngươi chị dâu xinh đẹp như vậy người cũng không có muốn người cho rằng thiên hạ còn có thể tìm được người hấp dẫn hơn chị dâu hay sao tiểu hòa thượng vừa nói xong võ mỹ nhi lập tức liền dùng ánh mắt sát nhân nhìn chằm chằm đoan mộc hàn chỉ cần trong miệng hắn ta dám ra một chữ không lập tức liền bảo tẩu đoan mộc hàn mồ hồi lạnh thứ ra cơ hồ có chút chống đỡ không được hung hăng trợn mắt nhìn tiểu hòa thượng vội vàng lui về phía sau mấy bước cùng võ mỹ nhi bảo trì khoảng cách nhất định chân thành nói mỹ nhi ta đã nói qua vài trăm lần rồi hay chúng ta căn bản không có hôn ước gì cha ta cùng mẹ của người cũng không có thừa nhận người không cần dây dưa với ta có được không đoàn Bộc hàn tan đời này đặt lập chí tu trần luyện đạo truy cầu vô thượng đại đạo đỉnh phong sẽ không kết hôn người không nên ở chỗ này lãng phí thời gian của ta nói xong đoàn mộc hàn vội vàng nhìn cương Thương nam truyền âm nói mà nữ này rất khó đối phó Đại ca, ta gọi người là đại ca Người nhất định phải dẫn ta rời xa nàng Nếu bị nàng theo đi lên Thì ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi Cương tân nam nhìn đoan bộc hàn sắp muốn tiền lên Trong nội tâm cảm thấy buồn cười Truyền âm rồi nói Hảo huynh đệ, nói nghĩa khí Ta nhất định sẽ giúp ngươi thoát khỏi ma nữ này Ma nữ chậm rãi đi đến gần Mọi cử động mang theo rủ hoặc Để cho mạch máu của người ta phun trào trên dung nhan vô cùng tinh xảo, mang theo thần sắc u oán, trong mắt lưu chuyển, phảng phất như để cho người ta say mê. Quả thật là phong hoa tuyệt đại, mỹ cốt tự nhiên. Hàn ca ca, người không quan tâm ta sao? Người không thích ta sao? Trong thân ma của chiến trường này, nhiều người giống như vậy, người không bảo vệ ta sao? Mị Nhi thật đau lòng quá đấy. Võ Mị Nhi chậm chậm đi tới, mắt thấy cách đám người cương tương nam còn có mười trường. Trong ánh mắt của nàng không thể tra lộ trong một tia rào hoạt. Thiên Duyên, động thủ đi. Khương Tư Nam bỗng nhiên hô lên một tiếng. Thiên Duyên không biết khi nào đã lăng không phóng lên. Mông cư tản mát ra thần hạ, oanh về phía đầu của ma nữ. rầm một tiếng. Cùng lúc đó, trên người ma nữ hiện ra hắc sắc mà quang nồng đượm. Loại mang kia, phẳng phất như có ma lực nào đó. Lập tức, Khương Tư Nam nhìn có chút buồn ngủ. Khá tốt là Khương Tư Nam xem thời cơ nhanh mộng ngư của tiểu hòa thượng tản mát ra từng sợi kim hà bao phủ những hoa quang kia chỉ có một bộ phận rất ít mới lộ ra ngoài dầm dầm thân quang sáng chói võ mỹ nhi lập tức liền bạo tàu ngọc trường nhẹ nhàng vỗ về phía trên trực tiếp vỗ vào mộc ngư phát ra một tiếng thanh thúy du dương tiểu hòa thượng thì hú đến quái dị bị một cỗ cực lực đánh bay ra ngoài tiểu nương bị thật lợi hại Khương đại ca chúng ta đi mau Tiểu hòa thượng bay tới Khương Tư Nam không cần suy nghĩ cố đến cảm giác buồn ngủ Trực tiếp lôi kéo mọi người chui vào trong cổ trận Võ Mỹ Nhi giờ phút này Ở đầu còn có một tia mảnh mai Nghiến rằng nghiến đợi hổ lớn một tiếng nói Khương Tư Nam Có còn đưa trọc kia nữa Cả người nghe cho ta Giám đoạt hàn ca ca của lão đường ta Lão đường ta nhất định phải bới ra của các người ra Cho tên này Đoàn Bộc Hàn thấy Võ Mỹ Nhi So với chuột thấy mèo còn nhanh hơn bởi vậy lúc này đây võ mỹ nhi vốn định ở một bên tê Tiệt bọn hắn nghĩ chỉ cần tới gần đoan mộc hàn trực tiếp dùng u minh thần quang mê đảo mấy người cướp đoan mộc hàn đi nhưng mà không ngờ tới cường từ nam đã sớm khám phá ý nghĩ của nàng sớm để cho tiểu hòa thượng phát động công kích phật môn kim quang phảng phất như trời sinh khắc chế u minh thần quang võ mỹ nhi trăm phương ngàn kế lập tức liền bị đánh vỡ năm người cương tư nam nghe thành ngầm bầu hãn của võ mỹ nhi nhưng lại một câu cũng không dám nói liên tục vượt qua mấy cổ trận tựa như là mê cung thẳng cho đến khi xác định chính thức an toàn mới là dừng lại tiểu hàn mỹ nhi của nhà người thật là bầu hãn vậy mà muốn bới ra của chúng ta cũng khương đại ca người trở về phải hào hào dạy dỗ nàng ta thoát một phát thật sự là đặt trời rồi tiểu hòa thượng làm ra vẻ vỗ phỗ bả vai toàn bộc hàn vẫn là tức giận bất bình nói võ miệng gì kia xác thực là bầu hãn cũng dám trực tiếp đối chiến mộc ngư còn một trường đánh vay mộc ngư cùng tiểu hòa thượng đoan mộc hàn cho tiểu hòa thượng một cái tát đầu đến hắn oa oa kêu to trợn mắt nhìn đoan mộc hàn đoan mộc hàn thở dài một hơi nói kỳ thật đối với nàng ta cũng không biết nên làm sao bây giờ năm đó cha ta cùng mẹ của nàng nói đùa một câu không nghĩ tới đức tử này liên tưởng là thật cuộc đời này của ta nhất tầm hướng đạo ngoài ra không có gì, quả thực không muốn làm trễ nải nàng đâu. Cho nên, người vẫn trốn tránh sao? Khương tư nam kém mỉm cười nói, nhưng bộ dạng như vậy cũng không phải là phương pháp thông minh. Người có lẽ cùng nàng ta nói rõ ràng ra, ta thấy tiểu ma nữ này đối với ngươi dùng tình rất sâu, càng như vậy chỉ sợ càng dễ dàng xảy ra vấn đề thôi. Ta còn muốn nghĩ một chút. Lâm bộc Hàn yên lặng rồi nói. Khương Tư Nam vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiếp tục phát trận thôi. Lúc này đây, tuy vẫn làm mạnh mẽ, đã ăn tới, khi đi về phía thanh long điện, nhưng mà đám người cường từ nam, vì để tránh cho chuyện ngoại ý muốn xảy ra, cũng không có cùng những cường giả khác chạm mặt, mà cuốn thoáng một phát, tránh rất nhiều cường giả ở trong vạn tượng trận. Một ngày sau, trong thần hồn của cường từ nam, phụ văn cổ tự gia tăng đến trăm viên, hắn cũng rút cuộc đứng ở trước cửa thanh long điện. Đây là một cung điện hùng vĩ cực kỳ lớn, tiếp tiền tiền địa, uy nga trầm trọng, tản mát ra một cổ khí tức phong cách cổ xưa, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Tóc người bọn cương tư nam đứng ở trước thành lòng điện, vì nhìn chăm chăm một cột đá trước mắt như trụ trống trời, còn có thiên phụ tràn ngập ra, thêm đá thanh quang lập lòe, mặt mũi đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tuy tu chân giả thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, nhưng mà cung điện như thế này có lẽ chỉ có tiền nhân mới có thể kiến tạo ra. Ở trong đại lan thiên tông cũng không có cung điện bàng bạc như thế. Có thể tưởng tượng năm đó, tình tình thú sơn, Huy hoàng đã đến loại tình trạng nào. Ánh mắt của miêu tứ bỗng nhìn lóe lên, đổ ra một tia sầu lo nói. Thiếu già, thì chúng ta vượt lên đầu một bước, nhưng mà loại ưu thế này chỉ sẽ tiếp tục không được bao lâu. Ta đã cảm giác được vô hành thánh tông còn có hai phe thế tử khác đã sắp đến nơi rồi nhanh như vậy sao? Trong nội tâm của Cương Tư Nam cả kinh, hắn biết bắt cực tâm kinh của biểu tứ cực kỳ huyền diệu, có thể biết trước rất nhiều sự tình, xem thấu rất nhiều chân tướng trong tối tâm, liền vội vàng hỏi. Bọn hắn đại khái còn bao lâu mới có thể tới đây? Hai mắt của biểu tứ khép hờ, một lát sau, trong ánh mắt lộ ra một tia hắc quang, tưởng như là vòng xoáy nói. Nhiều nhất là một canh giờ, bọn hắn có thể đuổi kịp. Một canh giờ sao? Vậy là đủ rồi. Thanh long điện này lớn như thế. Chúng ta đi trước tìm bảo tàng Tây Linh Thú Sơn để lại. Mọi người nhớ cho kỹ. Chỉ có thể thu thập linh thạch tuyệt phẩm thôi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên. Đối với mọi người chậm rãi nói. Thanh long điện tiền vụ lượn lờ. Bậc thang tràn ngập trên hư không. Có tất cả một vạn bậc thang. Khương Tư Nam phát hiện. Ở chỗ này vậy mà không cách nào phi hành. Chỉ có thể đạp trên bậc thang từng bước một tiến lên. Một vạn bậc thang, ta hoài nghi bậc thang này khẳng định có chút chuyện ẩn ở bên trong. Mọi người tranh thủ ở trong vòng một canh giờ, tiến vào trong thanh long điện thôi. Khương Thư Nam dẫn đầu cất bước, bước lên bậc thang thứ nhất, lập tức cảm giác được toàn thân trầm xuống. Một cỗ cự lực có có thể tưởng tượng áp bách ở trên thân thể của mình. Loại cự lực này phảng phất như một tòa thái cổ thần sơn trên áp xuống, dù thân thể của Khương Tư Nam cường đại, nhưng vẫn cảm thấy cố sức vô cùng, gian nan di chuyển hai chân bước lên trên bậc thang thứ hai. Ồ, cái này hẳn là thông thiên tri lộ của Tây Đình Thú Sơn trong truyền thuyết rồi. Tiểu Hòa Thượng cũng thử thử, đồng giang cảm thấy cực kỳ áp lực, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò. Thông thiên tri lộ phải nói là bảo vật chỉ thời kỳ thượng cổ mới có, chỉ là Tây Đình Thú Sơn thông thiên tri lộ ở một vạn năm trước tương đối là nổi danh. Hơn nữa, niên đại khoảng cách hiện tại tương đối tiếp cận. Nghe nói ở trên thông thiên trì lộ, không thể phi hành, không thể sử dụng pháp lực, chỉ có thể bằng vào thực lực chân thể để mà đi ngăn cản. Vì chính là thể cao thân thể cường giả yêu tộc, đánh xuống trụ cột vô cùng kiên cố. Tiểu hòa thượng chậm rãi giải thích tiếp. Bên ngoài thanh long điện, hơn một vạn bậc thang, còn lẽ là thông thiên tri lộ căn cứ tiềm lực của mỗi người tự động điều tiết trọng lực. Thì ra là như vậy, bật quá nếu chỉ đây thật sự là thông thiên chi độ, chúng ta muốn ở trong vòng một canh giờ treo lên đỉnh, chỉ sợ có chút khó khăn. Bật quá cũng may, có thể đi trước một bước, mọi người cố gắng lên. Tuy Khương Tư Nam đang nói chuyện, nhưng mà dưới chân lại không ngừng, mỗi một bước bước ra, phóng lên đều rất cố sức. Nhưng mà mỗi một bước đều rất ổn định, rất giống như lưng đèo đại sơn, đi về phía trước. Chân người độ ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, lực lượng thân thể toàn lực bộc phát ra. Ở phía sau hắn, đoàn mộc hàn, tiêu hòa thượng còn có cậu tam miêu tứ cùng thử ngũ. Tất cả đều leo lên bậc thang, cánh phát lấy áp lực cường đại, gian nan đi về phía trước. Ông một tiếng, cương tư nam phẳng phất như cảm giác được không khí chung quanh bắt đầu chuyển động, thanh quang lượn lờ, tiền vụ mở mịt bản thân như đặt mình ở trên chín tầng trời, chung quanh tràn đầy thanh quang. Từng sợi thanh quang bám vào ở trên người Khương Tư Nam đều để cho hắn cảm nhận được áp lực khổng lồ. Hơn nữa theo nhục thể của hắn phát huy đã đến cực hạn. Toàn thân được bao phủ bảo huy. Loài áp lực này cũng càng mạnh hơn. Bất quá thông thiên trì độ rèn luyện thân thể mà thôi. Ta không tin có thể so sánh với thân thể của ta còn mạnh hơn trong ánh mắt của Khương Tư Nam lỗ trong bộ tia tinh mang, bước chân càng phát ra vững vàng. Giờ phút này phảng phất như đi ở trên thân thể đi thông cửu tiền tiền giới. chung quanh đây đều là mây mù mênh mông, dưới chân là một thanh quang đại đạo, ngay cả quay đầu thoáng bột phát cũng lộ ra cực kỳ khó khăn. Đoan Mộc Hàn thân là tịch diệt thái tử, tuy không có tận lực rèn luyện cơ thể, nhưng mà ở dưới tài nguyên trọng chất của tịch diệt ma môn, coi như là có chút cường đại. Giờ phút này bộ pháp cũng cực kỳ vững chắc. Cầu tam điều tứ cùng thử vũ, hôm nay huyết mạch phản tổ, tu vi trên lực, lật ra gấp mấy chục, hơn trăm lần. Hơn nữa thông thiên chỉ độ, vốn là thí luyện chi địa nhằm vào yêu tộc, bởi vậy bao huỳnh đệ cũng đều gian nan leo lên. Chỉ có tiểu hòa thượng, trên nhảy dưới tránh, phẳng vất như không có cảm nhận được một chút áp lực. Ở một bên, lớn tiếng cổ động mọi người cố gắng lên cố gắng lên áp lực trên thông thiên tri lộ này là tương đối thôi tiềm lực càng lớn áp lực càng lớn chỉ cần tất cả mọi người có thể trèo lên đỉnh nhất định có thể đạt được không ít chỗ tốt tiểu hòa thượng ở trên bậc thang sôi nổi lộ ra cực kỳ sinh động khương tử nam trợn trắng còn mát có chút hậm hực nói thiên duyên vì sao ngươi không có áp lực ta sao tiểu hòa thượng chứng kiến mấy người đều nghi hoặc nhìn mình lập tức cười hăng hắc hay cùng lồng ngực tự hào nói các người mấy cái tên phạm nhân này làm sao có thể cùng ta so sánh ta là một lời độ tận ba nghìn giới một bước đi khắp chư thiên một trường trấn áp hồng hoang tứ cực liếc xem tận quá khứ tương lai một câu có thể phá mà kiếp định mệnh vận đại uy đại đức quảng pháp phổ độ thiền tôn vô lượng quang minh phật tổ ta phản pháp bất xâm phản kiếp bất diệt không nhiễm hồng trần nhân quả không vào tu đàn địa ngục thông thiên chỉ lỗ nho nhỏ này sao có thể làm giam cầm được ta mấy người bọn khương tư nam cùng đoan bộc hàn đều tự giác quay đầu thanh thanh thật thật lèo bậc thang bọn họ đều biết thiên duyên đặc biệt quả thực là thiên địa sủng nhi so với hắn những người bình thuần túy là tiềm tai vạ hơn nửa canh giờ qua đi khương tư nam từng bước một đã đi đến năm nghìn bậc thang trên người của hắn xích hà đã phành trướng đến cực hạn dính đầy thanh quang tiên phủ coi như là tạo hóa thể của hắn cũng vô cùng cường hãn đến đời đây cũng cảm giác được toàn thân bùn rùn vô lực bọn đoan bộc hàn cũng đi tới hơn bốn nghìn bậc thang khuôn mặt anh tuấn có chút trắng bệch thân hình bao phủ ở dưới ao đen có chút run rẩy hẳn lên cậu tam miêu tứ cùng thượng ngũ đều không sai biệt lắm đi tới hạn ba nghìn bậc thang cả đám cũng mệt mỏi thở hồng hộc như vậy thì không được còn được canh giờ nữa bọn hắn khẳng định không cách nào hoàn toàn trèo lên đỉnh được. Cương Tư Nam nhíu mày, không ngờ tới phá vỡ vạn tượng trận tiến vào thanh long điện, lại vẫn có thông thiên chi lộ này. Tiếp tục như vậy, còn không có đợi bọn hắn đi vào, khẳng định đã bị người ngũ hành thánh tông đuổi theo. Tiểu <laughs> Hàn khá là tốt một chút, nhưng mà ba huynh đệ kia đều là đại năng thông thiên cảnh, bị áp lực là khó có thể tưởng tượng, chứ có thể đợi bọn hắn kiên trì rồi. Tiểu hòa thượng một chút cũng không đo đắng, khẽ cười nói. Hơn nữa đây cũng là cơ duyên của bọn hắn. Nếu như có thể nguyên vẹn đi qua thông thiên tri độ một lần, nhục thể huyết mạch của bọn hắn sẽ được một lần rèn luyện. Phải biết rằng thông thiên tri độ này là chuyên vị yêu tộc sử dụng. Đối với bọn họ tác dụng rất lớn. Khương Tư Nam nhả gật đầu. Trong ánh mắt của hắn hiện ra một cỗ thần mang rừng rực. Nhìn xem thanh long điện trên bênh mù bộ pháp dây chân càng vững vàng hơn. Một lúc lâu sau, Khương Tư Nam miệng lớn thở phi pho, đã đứng ở trên đỉnh một vạn bậc thang. ăn Bộc Hàn cũng đi qua hơn 9.000 bậc thang. Chỉ có bà Huỳnh Đệ vẫn còn ở hơn 6.000 bậc thang bồi hồi. Bọn hắn sắp đến rồi. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, nhìn phía dưới dần lờ thanh quang. Cô trận hiện lên hào quang sáng chói, có ba bóng người xuất hiện trước mặt. Trong đó để cho cương tư nam quen thuộc nhất Diễn viên là đám người ngũ hành thánh tông Nhất là người trẻ tuổi nhất ở giữa Khi chất siêu phàm Đưa tới chú ý của hắn Tiền thiền đạo thể kỳ văn thâm sao Khóe miệng của cương tư nam lộ ra Một tia cười lạnh Nhìn về phía hai phe khác Trong đó một vương Là người quen biết cũ của cương tư nam Cầm trong tay tinh thần đại kỳ tinh thần tử Giờ phút này Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mấy người đoan mộc hàn trên không thông thiên trì lộ ở một phương khác cương tư nam không nhận ra nhưng mà nghe được tiểu hòa thượng giới thiệu mới biết được nam tử côi ngô cô, mặc gia thú cuồng phạo không bị trói buộc là truyền nhân của yêu thần cung yêu nguyền giá ba vị này đều là nhân kiệt tuyệt thế thiên tai xem ra ta vẫn đã xem thường thiên hạ quần hùng rồi cương tư nam thì thào tự nói ba người phía dưới luận tu vi tất cả đều là anh thiên cảnh, không có cô đọng quyền thần, nhưng lại cho Khương Tư Nam một loại uy hiếp thật sâu. Thậm chí, so với một ít đại năng thông thiên cảnh, uy hiếp càng lớn hơn nữa. Ba đường ngũ xuất hiện bên ngoài thanh long điện, lập tức tiền thấy được đám người Khương Tư Nam. Ngoài trực yêu nguyên giã, ánh mắt của kỷ phần thầm cùng tinh thần tử đều không hẹn mà cùng lạnh xuống. Khương Tư Nam, tịch diệt thái tử, xem ra ta vẫn đã xem thường các người không ngờ tới các người thậm chí có đảm phách đến như thế, dám nhảy vào trong thanh long điện này. Thanh âm của kỳ phân thầm trong sáng, một bậc truyền khắp thông thiên chỉ độ. Khương Tư Nam cũng cười nhàn một tiếng đáp. Người không phải xem thường ta, người nào quá đánh giá cảo người rồi. Miễn phí đưa tặng một tin tức, vạn bậc thang này chính là thông thiên chỉ độ, là tên linh thú sơn đều lại thí luyện chi địa. Người bây giờ không có tư cách cùng ta đối thoại, chờ người đền đỉnh rồi nói sau. Thông thiên chi độ sao? Coi như là treo lên đỉnh thông thiên chi độ. Ngươi để, để được coi là chuyện gì chứ? Khương Tử Nam, ở trong thanh long điện, ta tất sẽ trảm ngươi thôi. Tuy khuôn mặt của kỵ Vân thầm vẫn mang theo dáng tươi cười, nhưng ánh mắt đã từ từ lạnh xuống. Lên cho ta, bắt lấy Khương Tử Nam, sinh tử bất tuận. Kỳ vân thâm cười lạnh một tiếng, nhìn đám người ngũ hành thánh tông ra lệnh. Tất cả mọi người rầm rầm một tiếng vọt tên. Tình thần tử cũng là ánh mắt rất lạnh, hạn định cho đám cường giả nhật nguyệt thần giáo bắt đầu đeo thông thiên tri lộ. Chỉ có yêu nguyên giả là có hứng thú nhìn Khương Tư Nam, kẽ mỉm cười nói. Khương huynh đệ, tại hạ yêu nguyên giả, sự tích của ngươi đã truyền khắp toàn bộ chân cương giới, có thể làm cho đệ nhất thiên hạ tông của hành thánh tông rơi đầy bụi đất, tại hạ bội phục không thôi. Dễ nói dễ nói, bất quá những sự tích kia của tại hạ chưa đủ thành đạo, Ngân đã yêu huynh thiên tử tuyệt thế, chiến được siêu phàm, mới thật sự là người mạnh nhất dưới thông thiên cảnh. Kỳ vân thâm rắm chó gì, sách giày cho người cũng không xứng. Yêu huynh mới thật là làm cho tiểu đệ bội phục. Khương Tư Nam mỉm cười, tuy nói thỏ tay không đánh khuôn mặt người cười, nhưng trong lời nói của yêu huyền giã cất giấu dụng tâm hiểm ác. Hắn thoáng cái, liền hiểu ra, cho nên cũng không khách khí đánh trở về. Quả nhiên hắn vừa dứt lời, kỳ vân thầm cùng yêu nguyên giã nhìn nhau trong ánh mắt đồng thời lộ ra một tỉa lạnh ý Anh vô tiếng thời điểm một đám cường giả đạp vào thông thiên chỉ độ toàn thân đều chấn động tốc độ đột nhiên chậm lại phảng phất như trên người để lên một ngọn núi lớn bộ pháp lập tức trở nên gian nan hơn yêu nguyên giã ở chỗ cương tư nam ngậm bồ hòn làm ngọt nhưng mà sau mặt như thường nhàn nhạt, nhạt nhìn cương tư nam cũng không nói một lời bước lên thềm tá Khương Tư Nam chứng kiến, Kỳ Vân Thâm, Yêu Quyền Giả cùng Tinh Thần Tử Tam phường đội ngũ đều bước lên thông thiên chi độ, nhìn cầu Tam Miêu Tứ cùng Tử Ngũ vẫn còn ở hơn sáu nghìn bậc thang, trong nội tâm hơi có chút lo lắng. Thông thiên chi độ này đang nguyên vị yêu tộc thiết trí thí luyện chi địa, bởi vậy coi như đã ba huynh đệ huyết mạch phản tổ thực được tăng nhiều, nhưng vẫn nhận thấy áp lực khó có thể tưởng tượng bởi vậy rất lại phía sau Khương Tư Nam cùng Đoan Mộc Hàn rất xa. Khi Đoan Mộc Hàn trèo lên đỉnh, thân hình của hắn cũng hơi có chút run lên. Trên khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy tái nhợt. Trên thân thể tràn ngập một tầng hàn khí kết băng, lực lượng cơ thể đã bị áp bách đến cực hạn. Tiểu Hòa Thượng, người có biện pháp nào trực tiếp dẫn ba người bọn hắn tới đây không? Khương Tư Nam nhìn xuống phía dưới, một đám cường giả ở trong mây mù thanh quang có chút to lắng chỉ vào cầu tam hiểu tứ cùng thử ngũ hỏi. Biện pháp thì có, nhưng mà người xác định muốn làm như vậy sao? Ba người bọn hắn đã yêu tộc, hơn nữa là thần thú hậu duệ Tuy bị người cưỡng ép huyết mạch phản tổ, nhưng dù sao thích lũy còn rất yếu. Thông thiên tri độ này, đối với bọn họ mà nói, xem như là cơ duyên có có được. Nếu cứ như vậy buông tha, không khỏi có chút quá đáng tiếc rồi. Tiểu hòa thượng ung dung nói ra. Với lúc đó, thanh âm của cầu tam trực tiếp truyền âm đến chỗ độ tai khương từ nam thiếu gia các người đi trước đi không cần phải xen vào chúng ta trên thông thiên chi độ này căn bản không cách nào động võ được bọn hắn cũng không làm gì để chúng ta đâu hơn đất thần thông của thượng ngũ rất lợi hại thời các mấu chốt cũng có thể mang bọn ta trốn chạy khỏi chết lúc này đây leo thông thiên chỉ độ đối với chúng ta rất trọng yếu người yên tâm đi chúng ta sẽ đuổi theo tìm các ngươi Khương Tư Nam nhìn bọn họ phía dưới, nhân là kỷ phần thầm, yêu nguyên xã cùng tinh thần tử. Đi ở phía trước nhất, nhàn nhã xáo chơi, cất bước mà bước lên. phảng phất như thông tin chi độ này, đối với bọn họ mà nói không có ảnh hưởng gì lớn, cũng không bao đầu liền đi qua trên trăm bậc thềm đá. Bởi vì như vậy, coi như đã bao huynh đệ trào lên trên đỉnh, cũng nhất định sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Đến lúc đó thật phát vả phá chiếm cứ ưu thế kia, khẳng định sẽ biến mất rồi. Các người phải cẩn thận đấy. Nếu như sự tình không thể làm được, liền lui trở về thông thiên trì lộ. Ở bên này không có bất kỳ người nào có thể tổn thương các người. Nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn lân không thể xảy ra chuyện gì. Khương Tử Nam cắn trong một cái, chuyện âm cho ba huynh đệ, thành ngầm gần trọng mà khẩn thiết. Nghe được thoại ngữ của Khương Tử Nam, cậu Tam miêu tứ cùng thường ngũ đều là không khỏi nội tâm ấm áp, hằng hắc nói. Tiêu dạy yên tâm, chúng ta vẫn chờ cùng thiếu gia tung hoành thiên hạ, vũ hóa phi tiên. Làm sao có thể chết ở chỗ này? Người đi nhanh đi, chuyển không hết thành long điện, một chút cũng đừng lưu lại cho bọn chúng. Cường tư nam nhìn bọn hắn thật sâu, sau đó hít một hơi nói, chúng ta đi thôi. Sau đêm là một đại môn vô cùng khổng lồ, phong cách cổ xưa mà trầm trọng, lưu động lấy thanh quang vô tận, ở trong tiên vụ tràn ngập, lộ ra vô cùng thần bí. Cường Tư Nam, Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng đẩy tay ở trên cửa sụp tù lạnh buốt thần lực vô tận bộc phát ra dùng sức đẩy cửa thành sắc đại môn chậm rãi mở ra đổ ra một mảnh quang mang sáng chói phẳng phất như thông hướng một thế giới không biết thế ba người bọn cương tư nam muốn đi vào trong thanh long điện kỳ vân thâm có chút sốt ruột hắn làm biết rõ trong thanh long điện này rất có thể ẩn chứa bảo tàng của tây đình Thúc sơn trước kia cũng là bởi vì muốn ngăn cản đầu đầu ma tồn xuất thế mới canh giữ ở bên ngoài thanh long điện tất cả mọi người không hề ngốc cũng biết trong thanh long điện có bảo tàng của tây Lăng thú sơn nhưng nếu đơn giản xâm nhập trong đó chẳng những có khả năng để cho ma tồn chạy ra trở thành tội nhân của toàn bộ trần cường giới hơn nữa còn có thể lưu cái mạng nhỏ của mình lại nhưng mà thanh long điện xuất hiện dị biến bọn hắn có thể đường đường chính chính tiến vào trong đó nếu có thể trấn áp ma tôn, vậy thì thuận tiện ra tay trấn áp. Nếu không có biện pháp, cũng có thể ở trong thanh long điện Phét lên bột chút của cải. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy đấy. Nhất đã kỳ phân thâm, từ nhỏ liền nhân có đại khí vận. Đi đường cũng có thể nhặt được bảo bối. Lúc này đây, ở trong thần ma cổ chiến trường, càng không biết đã nhận được bao nhiêu cổ vật. Vốn đã hắn còn coi trọng bảo tàng thanh đông điện là vật trong túi của mình nhưng mà không ngờ tới trên đường đường Với mặt giết ra một tên cương Tư Nam. Đứng lại đó, cương Tư Nam, trong thành lòng điện phong ấn đầu đông của Ma Tôn, người xông vào như vậy, nếu để cho đầu đông Ma Tôn chạy mất, người đảm đương được sao? Đến lúc đó, người là tội nhân của các trần cường giới, ai cũng cứu không được người đâu. Kỳ Vân Tâm nhìn thành như lồi chấn, nhìn cương Tư Nam lạnh giọng quát. cương Tư Nam nhìn xem cửa đớn thành lòng điện, Giờ phút này nghe được kỳ phần thầm nói. Trong ánh mắt đổ ra một tia trào phúng, quay đầu nhàn nhạt rồi nói. Đừng có nói dễ nghe như vậy. Đầu của ma tôn nếu muốn phá phòng ấn ra, chúng ta bất luận kẻ nào chỉ sợ đều không ngăn cản được. Hơn được phòng ấn kia khẳng định cũng không phải là ta có thể bài trừ được. Ai cũng biết trong thanh long điện này có bảo tàng của Tây Đình Thú Sơn. Hành đang cố hành thánh tông ngươi lấy được, Khương Tư Nam ta liền lấy không được sao? ra vẻ đạo mạo hèn hạ vô sỉ còn nói đường hoàng như thế thật làm cho người ta buồn đôn bổn thiếu ra không có tâm tình cùng người chơi đùa thành long điện này đi tiến định rồi nói xong cương tử nam chẳng muốn lại nghe hắn nói nhạc cùng đoan bộc hàn tiểu hòa thượng chung một chỗ cất bước tiến vào trong thanh long điện sau lưng tuy kỳ vân thầm thoạt nhìn vẫn trèo sáng tươi cười nhàn nhạt, nhạt nhưng màn nụ cười kia lại cực kỳ cứng ngắc trong ánh mắt lộ ra hào quang băng hàn. Oanh một tiếng, ba người cương tư nam cất bước mà vào, trong ánh mắt bên người hào quang biến ảo, phảng phất chỉ tiến vào một thế giới khác. Thanh trong điện này hùng vĩ hơn xa ba tòa thánh điện khác, nhưng mà tình hình trong này vẫn để cho cương tư nam chấn động. Trước mắt phẳng phất như là một mảnh tình không thế giới, nơi này vẫn là không gian trong thanh trong điện. Trung quanh tất cả đều là tinh thần sáng chói, rừng rực chói mắt chiếu sáng hắc ám phổ tận. Ở trước mắt Khương Tư Nam, thậm chí có 9 tòa cung quyết khổng lồ. Một tòa hợp với một tòa từ thấp đến cao, đều bị tiên quang sương phủ lượn lờ, phẳng phất như cửu tòa tiền cung trên 9 tầng trời, toàn nhiên cực kỳ hùng vĩ mênh mông. Tốt, hùng vĩ tiền cung trong thành lòng điện, thậm chí có lớn như vậy một phiến không gian. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, lộ ra một tia sợ hãi thán phục. Nhưng mà nhau, theo hắn nhìn thấy, đột nhiên ánh mắt trở nên vô cùng lợi hại cùng cương trọng các người nhìn ở bên trong đi thì ra ma khí đã tưởng đợi ý đến sao hoặc là nói đầu lâu của ma tôn đã bị phỏng ấn ở chỗ đó ở tòa tiên cung thứ 9 cao nhất ở trên tòa tiên cung cao nhất ma khí lượn lờ tản ba trà hắc ám cực hạn phảng phất nhìn nhìn lên một cái sẽ trọn đời trầm luân chín tòa cung điện tòa trên nhất đã hoàn toàn bị ma khí bao phủ hơn ừ, nữa còn đang không ngừng về phía dưới thẩm thấu qua để cho tinh thần chung quanh ảm đạm hẳn xuống tiền ngoại cửu trọng điện xem ra đầu lâu của ba tôn có lẽ phong ấn ở trong tòa cung điện thứ chín Trường bất kể nhiều như vậy chúng ta đi mấy tòa cung điện phía dưới nhìn xem tây tình thú sơn đến tuột cùng lưu lại bao nhiêu bảo bối nào tiểu hoa thượng khẽ thở dài một cái ánh mắt lập tức sáng lóng lánh rồi nói khương tư nam cũng gật đầu ba người bay về phía cung điện thứ nhất dược điện với tới gần tòa cung điện này liền chứng kiến tiên phủ thượng lờ thành quảng sáng chói trên cửa điện có các hài cổ triện rồng bay phượng vúa dược điện à hẳn là trong cung điện này tất cả đều là linh dược sao ánh mắt của cưng từ nam chật lóe lên thì thào tự nói lập tức liền rơi vào trước cửa điện duỗi hai tay cũng không có gặp được trở ngại gì cùng trận pháp rất dễ dàng liền đẩy ra đại môn dược điện đây là một đại điện mềm mông và rộng lớn. Mới vừa gia nhập trong dược điện, Cương Thư Nam cũng cảm giác được mùi thuốc nồng đậm sông vào mũi. Cả người đều cảm giác được tinh thần đại chấn, toàn thân vô cùng khoan khoái và dễ chịu. Tây linh thú sơn trân tàng, nếu đã là dược điện, khẳng định là có không ít linh dược trần quý. Không thể nói trước ngay cả dược vương cũng không có ít. Trên mặt tiểu hòa thượng lộ ra thần sắc mong đợi, nhưng mà trong đáy mắt hắn điền trợn tròn. Cái này, đây là chuyện gì? Linh dược đâu cả rồi? ở trong đại điện có phố số hộp ngọc, quang đoàn, gửi linh, dược. Nhưng mà giờ phút này không hề có ngoại ý muốn, vậy mà toàn bộ đều rỗng tuyết, không còn cách gì. cường Tử Nạp cũng có chút kinh đi bất định. Nếu không có linh dược, vậy thì vui thuốc trong cả điện là từ đâu mà đến. Linh dược có lẽ không cách nào chứa đựng thời gian lâu như vậy. Nhưng mà hộp ngọc ở đây, tất cả đều đã vạn năm noãn ngọc. Quang đoàn tất cả đều đã linh trận huyền ảo, linh dược tuyệt phẩm, chuẩn dược phương thậm chí là dược vương đều có thể bảo tồn thật lâu với đúng nhưng mà không hề ngoài ý muốn tất cả đều trống trơn cái này để cho ba người khương tư nam nguyên bản chuẩn bị đại can quét lập tức vô cùng phiền muộn các người là người phương nào cũng dám dùng đến địa bàn của thỏ gia ta vừa lúc đó một thanh âm như trẻ đang bú sữa vang lên bên tai mọi người mang theo thần sắc nghi hoặc cùng có chút vẫn nộ ở trước mắt trong quang đoàn vô tận, một đạo bạch sắc lưu quang bay xuống, rơi trên mặt đất, hóa thành một đại bạch thỏ to mọng, bộ lồng tinh khiết hoàn mỹ, hai đội tay dựng đứng, có mắt hồng hồng cảnh giác nhìn ba người Khương Tử Nam. Con thỏ kia không biết từ nơi nào móc ra một cái củ cải trắng ăn cực kỳ vui sướng. Con thỏ ăn củ cải trắng à? Khương Tử Nam cảm giác đau đầu của mình có chút chuyển không kịp. Không cần tới ở trong dược điện không có kiếm được cái gì, cực lại đụng phải một con thỏ. Còn nữa, cái củ cải trong tay đó sao nhìn quen mắt như vậy? Hắn, còn mẹ đó, Thì đâu phải là củ cải, đây rõ ràng là linh dược tuyệt phẩm tam diệp huyết la chi. Vậy mà cầm linh dược tuyệt phẩm làm đồ ăn vặt, cái con thỏ này trà đạp linh dược như vậy à? Khương Tư Nam nhìn không được, tuần rầm một câu nói tục, khoe miệng có chút run run. Bên cạnh tiểu hòa thượng cùng đoàn bộc hàn cũng giống y như vậy đều đối với con thỏ trước mắt sinh ra hiếu kỳ thật lớn. Các người đến cùng là người phương nào? Nơi này là địa bàn của thỏ ra ra. Các người tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta, bằng không thì đừng trách thỏ già ta không khai khí đấy. Con thỏ kia lặp lại một câu, cụ cạch trong tay bị đó thuần thục ăn xong, sau đó lại lấy ra một trái cây đỏ thẫm ăn tiếp. Đây là linh dược tuyệt phẩm xích dương đinh quả. Khương Tư Nam chứng kiến con thỏ lại lấy ra một linh dược tuyệt phẩm. Trong nội tâm lập tức rú thảm vô tiếng, hận không thể đi để toạt lấy. Sau đó nói cho hắn biết, linh dược tuyệt phẩm không phải ăn như vậy. Nhưng mà con thỏ kia chỉ khinh miệt liếc nhìn bọn hắn, cặm dòng trái cây, lại lấy ra một đóa dị hoa thành sắc. Linh dược chuẩn vương phẩm thành hoa ngọc dương hoa. Con mắt của tiểu hòa thượng đỏ bừng lên, so với con mắt của con thỏ càng vốn hồng, thở hồn hển thét lớn. Khương đại ca, ta rốt cuộc biết linh dược trong này đều đi đâu cả rồi. Khẳng định đều việc con thỏ chó chết kia ăn hết rồi. Thậm chí trên người của nó còn cất giấu rất nhiều. Con thỏ chết bầm này ăn nhiều linh dược như vậy. Chúng ta bắt nó hầm ăn, hiệu quả khả năng không có kém linh dược vương phẩm bao nhiêu đâu. Con thỏ vừa nghe được tiểu hòa thượng nói muốn ăn thịt đó, lập tức sợ hãi kêu liền một cái, độ tay dựng lên, trừng trong mắt nhìn tiểu hòa thượng nói. Này, con lừa trọc, người muốn ăn thỏ ra ư, người cũng dám nói người muốn ăn thỏ ra sao? Thỏ ra rất mang thù, người nhất định phải giết. Người tuyệt đối là chết chắc rồi. Ta nhận người đã lâu rồi. Người, cái con thỏ chết bầm này, xem ta làm sao thu thập người nhá. Tiểu hòa thượng cũng nhìn không được nữa, lập tức nhảy dựng lên, cầm lên mộc ngư, dùng sức đập tới con thỏ kia. Mộc ngư bị hắn thúc giục, tàn bát ra từng sợi Phật quang, lỗ ra cực kỳ thánh khiết. Hơn nữa, lực lượng mềm bồng từ hồ muốn thoáng cái nện con thỏ kia thành phấn vụ. Nhưng mà con thỏ kia không tránh không né, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, chân sau đột nhiên bật lên, hóa thành một đạo thần quang, tốc độ nhanh đến ngay cả cường Tử Nam cũng không có nhìn rõ. Hai chân của con thỏ đột nhiên đạp lên trên mộc ngư, lực lượng vô cùng khổng lồ, phảng phất như một tòa tái cổ thần sơn sụp đổ, để cho tiểu hòa thượng vốn còn rất đắc ý, quay quái kêu một tiếng. Thân thể đột nhiên bắn ra, sau đó thân hình con thỏ cực kỳ linh hoạt, lại bay lên một cước, đã vào trên đầu tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng bị hùng hăng đập vào trên đại điện, phát ra thanh âm rầm rầm. Còn thỏ này, thực còn mẹ đó quá mưu hãn rồi. Cương Tư Nam cùng đoan bộc hàn nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ khiếp sợ của đối phương. Giờ phút này tiểu hòa thượng, bị một con thỏ khỉ dễ, còn hắn lập tức, không cách nào bình tĩnh, đồng thời vọt lên. Rầm rầm Thịt diệt, diệt man luân tàn mát ra vầng sáng mịt mờ toát về phía của con thỏ Cương thương tư nam cầm hai thành thiền kiếm sau đó kéo đê vạn đạo kiếm quang tràn ngập khắp đại điện. bọn hắn đều cảm thấy con thỏ này quỷ dị cực kỳ không dễ trêu căn bản cảm giác không đến tù vì cụ thể cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trong dược điện lộ ra cực kỳ kỳ dị nhưng mà con thỏ kia thật sự là quá bầu hãn rồi hoặc là nói tốc độ của con thỏ quá nhanh phảng phất như thuấn di. Sau một khắc, con thỏ lập tức liền tránh né tịch diệt thần quang cùng kiếm quang vô tận, trực tiếp xuất hiện ở bên người cương tư nam cùng đoan mộc hàn, vươn hai cái đùi nhỏ. Nhưng chính là hai cái đùi nhỏ này, lập tức để cho cương tư nam cùng đoan mộc hàn ra đầu run lên. Con chưa kịp trốn tránh, đã bị con thỏ một cước đạp ở trên lồng ngực, bị một cỗ cự lực đánh úp lại, hùng hằng quẳng ra ngoài. Dầm dầm. Khương Tư Nam đoan bộc hàn cùng tiểu hòa thượng ở trước mặt con thỏ, thậm chí ngay cả lực trở tay cũng không có. Rất nhanh đã bị đánh mặt bụi bầm dập, nằm ở trên mặt đất rầm rì gọi không ngừng. Tốc độ của con thỏ này thật sự là quá nhanh, nhanh đến ba người bọn hắn, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Lực lượng con thỏ này thật sự quá lớn, trước trước sau sau là một chiêu kia, nhưng mà ba người bọn hắn căn bản ngăn cản không đổi phẳng phất như bị cửu thiên thần truy cuồng bạo oanh kích cơ thể. Mặc dù không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng vẫn đau đớn lại để cho ba người bọn hắn nhẹ răng trợn mắt. Biết rõ thỏ ra lời hại chưa? Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Nếu không thỏ ra sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Con thỏ rơi vào trên một bệ đá trong đại điện. Trong tay lại xuất hiện một củ cà rốt. Một bên ăn, một bên dương dương đáp ý, nhìn đám người cường tử nàm nói con thỏ này thật đúng là thành tính rồi. Như thế nào lợi hại như vậy chứ? Cương tư nam nghe rằng trợn mắt, sắc mặt hết sức khó coi, cảm giác được bất biệt khuất, lại bị một con thỏ khi dễ. Tiểu hòa thượng khai mắt bầm đen, trên đầu trọc cũng, cũng xanh một khối tiếng của khối xanh. Hắn giờ phút này nghiến rằng kiên lợi nói. Cái con thỏ này, ta xem căn bản không phải là yêu thú, mà là linh dược. Cái gì? Khương tử Nam cùng đoàn bộc hàn giật mình, đồng thời hoàng sợ nói đúng như vậy ta đoán có lẽ là linh dược xác thực đó là một cây thánh dược chúng ta cũng biết linh dược chỉ làm cửu phẩm phía trên còn có linh dược tuyệt phẩm linh dược vương phẩm nhưng mà trên linh dược vương phẩm linh dược đoạt thiên địa tạo hóa sẽ đạt tới một loại tình trạng không thể tưởng tượng nổi xưng là thánh dược Một một cây thánh dược đều là tồn tại cực kỳ khó tìm một khi xuất thế toàn bộ chân cương giới chỉ sợ đều rối lên hơn thanh dược đã diễn sinh ra linh tính, thậm chí có thể hóa thành sinh linh. Tuy đoàn thanh dược ở trong lịch sử trên cường giới đã có mấy ngàn năm không có xuất hiện qua, nhưng mà thần la cổ chiến trường này không giống như vậy. Nhất là dược điện là tây linh thú sơn để lại, tuyệt đối xuất hiện một cây thanh dược có lẽ không tính là quá khoa trương. Nghe tiểu hòa thượng phân tích, cường từ nam nhìn con thỏ trên bệ đá, một bên cầm linh dược tuyệt phẩm làm đồ ăn vặt một bên dương dương đắc ý nhìn những người bên mình cũng dần dần tin tưởng tiểu hòa thượng phân tích thánh dược thì như thế nào dám khi dễ huynh đệ chúng ta coi như là thánh dược cũng xé ra một khối thịt lên cho ta trong nội tâm của khương tư nam hùng ác trực tiếp thả kiếm khối lỗi ra kiếm khối lỗi khổng lồ mà tràn gặp sát khí vừa xuất hiện ở trong dược điện con thỏ lập tức tiền sợ hãi kêu đi một cái có chút cẩn thận nhìn chằm chằm vào kiếm khối lỗi cảm giác được đại gia hỏa này không dễ trêu. Ông một tiếng, cự kiếm long con nổ tung, lưu động lên một chút hùng sát chỉ khí. Con mắt của kiếm khôi thổi lập tức nhìn thẳng tiểu thỏ tử. Cự kiếm giờ đền cao, nhưng đôi quang trên chín tầng trời, đột nhiên rơi xuống bổ về phía con thỏ. Một kiếm này nhanh đến cực hạn, cựu tuyệt kiếm vốn là một trong những loại thần thông đỉnh cấp, cùng nhanh thủ thắng, uy lực vô tận sau một khắc lập tức đã đến trên đỉnh đầu của con thỏ con. Kim cường bộc phát ra, thân mang sáng chói chói mắt. Trên bầu trời tràn đầy kiếm ý lưu động tung hoành ngàn vạn trượng, hoàn toàn tập trung con thỏ ở trung tâm rồi. Bây giờ oanh một tiếng, người, người sao lại có thể có khôi lỗi cường đại như thế chứ? Con thỏ có chút hồn hển nói, chân người nó lập tức dâng lên một tầng quang mang bạch sắc, lộ ra to lớn và thánh khiết hơn nữa có một chút mùi thơm lạ lùng lưu động ra trực tiếp chặn bột kiếm của kiếm côi lỗi sau đó con thỏ thừa cơ hóa thành bột đạo hào quang tránh đi nhưng mà cường từ làm chứng kiến sau khi ngạnh kháng bột kiếm này khí tức của con thỏ rõ ràng có chút rối loạn con mắt sáng ngời chỉ huy kiếm côi lỗi tiếp tục công kích đây chính là một cây thánh dược nếu nhận được cốc thánh dược này tôi đối được xưng tụng là đại cơ duyên kinh thiên động địa nhưng mà con thỏ kia cũng cực kỳ xảo hoạt. Giờ phút này không bao giờ chịu để cho kiếm cồi lỗi cận thân. Oán hận liếc nhìn ba người Khương Tư Nam. Thanh âm như trẻ đang bú vú, vàng lên. Ba người các ngươi, chờ đó cho ta, thỏ ra sẽ quay trở lại. Thả ra một công ngoan thoại, thân ảnh con thỏ lập tức liền biến mất ở trong hư không. Chạy nhanh thế. Trong lòng Khương Tư Nam có chút đáng tiếc, dù sao cũng là một cây thánh dược cứ như vậy trốn đi mất rồi. Bị con thỏ này lãng phí thời gian lâu như vậy, chúng ta đi mau lên. Năm người kỳ vân thầm kia, nó không chừng cũng sắp muốn đuổi theo tới rồi. Khương Tư Nam trầm giọng nói, cũng mặc kệ con thỏ đào tàu, thu hồi kiếm côi lỗi. Ba người cùng một chỗ bay về phía tòa cung điện thứ hai. Đan điện Tòa cung điện thứ hai là đan điện. Ở trong sương vụ, ẩn đẩn truyền ra một tia hương khí kỳ dị ba người Khương Tư Nam đẩy cửa bước vào. Đầu tiên đập vào mi mắt, đúng là một lò đan kỳ lạ, phẳng vất như cùng cả cung điện là nhất thể, cực kỳ to lớn, cao trường chiến trượng, phong cách cổ xưa, lưu động đến thần vàng sáng chói hơn được có hỏa diễm thiêu đốt trong lò đan phẳng phất như có mấy đạo quang mang màu vàng lưu động ngoài trừ lò đan ra bên cạnh còn có sáu lò đan cao một trượng chỉ là những lò đan kia tất cả đều đã dập tắt rơi đầy trò bụi. Hơn nữa trên vách lò đan đều xuất hiện một chút vết rạn nứt. Trung quanh treo trên vách tường rất nhiều từ kim hồ lô, hẳn là sử dụng chứa linh dược. Tiểu hòa thượng chạy đi lên trên, phát hiện bên trong những từ kim hồ lô kia, vậy mà tất cả đều không có gì. Lò đan hồ lô vẫn còn, nhưng mà linh đan lại không biết đi nơi nào rồi. Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng sưu tầm đan điện, mà ánh mắt của Khương Thương Nam thì theo dõi lò đan chín trượng kia. Lò đan này hết sức kỳ lạ, đáy hiện lên phương vị bát quái, lưu động lấy tám đạo màu sắc khác nhau là hỏa diễm. Theo trong đan điện mà ra, cuối cùng nhất dung nhập đến trong lò đan, lệ uẩn dưỡng lấy cái gì đó. Trong lò đan này, chẳng lẽ là cầu chuyển kim đan trong truyền thuyết hay sao? Trong nội tâm của cường tư nam bang bang trung động, lộ ra hết sức kích động, ở trên hồng mông tà hoa kinh ghi lại một loại đình đàn. Cựu truyền kim đan chính là trí tôn đan trong truyền thuyết, được xưng là đan dược mạnh nhất dưới tiên đan. Thậm chí dùng một viên cửu truyền kim đan có thể vũ hóa phì tiền. Khương Tư Nam biết rõ, cựu truyền kim đan tuy không nhất định có thể cho người trực tiếp vũ hóa phì tiền, nhưng đan dược mạnh nhất dưới tiên đan tuyệt đối là cực kỳ thần dị, tối thiểu nhất có thể cho tu vi của hắn tăng thêm nhiều. Hẳn là vạn năm qua, Lò đan này một mực quẩn dưỡng Cầu chuyển kim đan sao Cường Tư Nam nghe trong lò đan Chuyển đến khí thức Càng khẳng định trong lòng mình suy nghĩ Bất kể là thế nào Cường Tư Nam đã quyết định muốn mở cho đan lò này Anh ở trên đan đảo tạo thể Có thể nói là một đời tông sư Tuy trong khoảng thời gian này Một bậc nghiên cứu trận pháp Nhưng mà trận đạo đan đảo Đến cuối cùng vốn là trăm sông đổ về một biển Hơn đức Cường Tư Nam còn có đan thư nơi tay đối với các loại thủ quyết thủ ấn luyện đàn biết đến sâu sắc từ trong tay của khương tư nam kết ấn vụ văn sáng chói được tạo ra trong đó bay đến tám phương vị thời gian dần qua lò đan bắt đầu nhẹ nhàng rung rung phảng phất như có đồ vật gì đó muốn từ bên trong bay ra khương tư nam ở trong nháy mắt liền thay đổi mấy chục loại thủ quyết thẳng đến cuối cùng mới dùng một loại thủ pháp lòng trích hỏa cực kỳ cổ xưa để cho bát quái đan lô sinh ra một tia cộng minh. Thần quang rừng rực, tung hoành hư không, xích hạ từ trong lò đàn bát quái tràn gập ra, có một loại chấn động cổ xưa huyền ảo. Lò bát quái này quá khổng lồ rồi, cao chín trượng, không biết dùng thần mỏ tiền thạch gì để mà chế tạo, để lộ ra một loại ý cảnh man hoang cùng phong cách cổ xưa. Tương đối để mà nói, hào phí pháp lực tự nhiên cũng cực kỳ khổng lồ toàn thân cương Tư Nam toát ra hào quang kim sắc, pháp lực toàn thân cuồn cuộn không dứt, đưa vào trong đỏ đàn bát quái. Hơn nữa, trong tay không ngừng kết ấn, loại thủ đoạn mở lò này thì với hắn mà nói cũng là một gánh nặng thật lớn. Từ trên lò bát quái phát ra xích hà càng lúc càng đầu được, cả đan điện đều tràn ngập trong một bùi vị thuốc. Hấp dẫn đoàn bọc hàn cùng tiểu hòa thượng tới, nhìn cái nắp lò đang chậm rãi bồng bềnh lên kia xích hạ bành trướng, thần quang sáng chói hơn nữa có cảnh tượng kỳ dị hiển hiện, hiện phảng phất như thiền long chân phượng bay vũ, có thần ảnh của thái cổ thần thú hình thành. Trong lò đan phảng phất như một thần thoại thế giới, mình bồng vô tận đang hiển hiện ra. Sưu 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 Đột nhiên từ trong lò đan, bay ra sáu viên kim đan kim quang sáng chói phảng phất như vô cùng có linh tính, muốn phá không trốn đi. Nhưng bà Khương Tư Nam sớm đã có chuẩn bị, sau lưng lập tức dần lên một mảnh thần quang kim sắc hóa thành bàn tay bắt được giáo viên kim đan ở trong tay cương tư nam tập trung nhìn tới phát hiện là giáo viên đan dược lớn cỡ lòng nhãn tản ra kim quang sáng chói hơn nữa mỗi một viên đều rất lóng lánh rất tròn phảng phất như thượng thiên thảo vật tinh xảo nhất chung quanh bao phủ một vầng sáng nhàn nhạt hơn nữa bên ngoài vầng sáng kia còn có một tầng hào quang cực kỳ mơ hồ phần phát niềm muốn sinh ra vòng thứ tám quả nhiên được cầu truyền kim đan mặc dù không có đạt tới cầu truyền cực hạn nhưng cũng đạt đến thất truyền kim đan sau viên kim đan này mỗi viên đều có thể so với linh đan vương phẩm cao cấp nhất trong lòng khương tư nam cũng vô cùng kích động vốn cho rằng không có thu hoạch gì nhưng mà không ngờ tới bây giờ nhận được sáu viên thất truyền kim đan thất truyền kim đan này xem như cổ đan dược dần có luyện chế cũng không biết lò đan này tồn tại bao lâu mới có thể luyện chế thành công. Nếu như không phải thời gian quá dài, sự hiệu xói mòn quá nhiều, coi như là luyện ra cực hạn kim đan cửu phẩm cũng chưa biết chừng. Khương Tư Nam trực tiếp còng ngón búng ra, hào quang phóng ra, đưa cho đoàn bộc Hàn cùng tiểu hoa thượng bốn viên tất chuyển kim đan. Ba người coi như là huynh đệ trùng hoạn nạn, loại tình nghĩa huynh đệ này trọng yêu hơn mấy viên đan dược này rất nhiều. Tiểu hòa thượng cười khinh khích nói, Khương đại ca, xem ra đi theo người thật là có thịt ăn, có rượu uống. Mở ra lò đan này cực kỳ phức tạp. Coi như là thông thiên cảnh, không có thủ quyết tương ứng, cũng không cách nào mở ra. Đúng rồi, cái lò bát quái này cực kỳ bất phàm, hẳn là bảo vật của Tây Đình Thú Sơn, người nhanh thủ lại đi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, trực tiếp phá vỡ bộ phận lò đan cùng đại điện điền tiếp, thu lò đan bát quái vào trong hồng bông tạo hóa tháp. Đi, đi khí điện nào. Khương Tư Nam hăng hái nói, tòa công điện thứ ba tên là khí điện. Khí điện nhất định là địa phương có dấu linh khí. Khi ba người Khương Tư Nam kích động tiến vào khí điện, thấy linh khí trong cung điện lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, nhưng vẫn còn có chút thất vọng. Trong đại điện có mấy trăm đạo hào quang, bên trong bao vây lấy các loại linh khí, bảo quang bốn phía, vậy mà tất cả đều là linh khí tuyệt phẩm, thậm chí còn có mười mấy món chuẩn linh khí phương phẩm nữa, nhưng mà đám người Khương Tư Nam chờ mong linh khí phương phẩm, dĩ nhiên là một kiện cũng không có. Đường đường là Tây Linh Thú Sơn, thậm chí ngay cả một kiện linh khí phương phẩm cũng không có, thật đúng là keo kiệt mà. Tiểu Hòa Thượng có chút tức giận, bất bình nói. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, kẽ cười nói. Ta biết rõ vì sao, ở đây không có linh khí vương phẩm rồi. Cả người có nhớ trong huyền vũ điện có tám kiện linh khí vương phẩm hay không? Mộc ngư của người là một cái trong số đó đấy Đoan Mộc Hàn cũng hiểu Cùng tiểu hòa thượng nhìn nhau Lập tức bừng tỉnh đại ngộ Người nói là Đúng như thế Khương Cương Giam ung dùng nói thằng nghĩ đến khi vương phẩm của Tây Đình Thú Sơn Đều dùng để trấn áp ma tôn Vì sao trong thanh long điện Đại bộ phận bảo vật trần quý Đều không thấy đâu Tây Đình Thú Sơn không có khả năng Cũng chỉ có một chút tài nguyên như vậy Giải thích duy nhất là tất cả đều dùng để trấn áp ma tôn. Cũng chính là ở trong cung điện thứ 9. Xem ra trận chiến vạn năm trước so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thảm thiết hơn. Khương Tư Nam thở dài một hơi, khẽ cười nói. Bất kể như thế nào, những linh khí tuyệt phẩm này cũng còn như trần quý rồi. Có thể thu lấy bao nhiêu, liền thu lấy bấy nhiêu. Bên ngoài những linh khí này đều có cấm chế. Sự là chúng ta không có nhiều thời gian như vậy, lãng phí ở nơi đây. Vừa nói xong, Khương Tư Nam liền dẫn đầu bay lên trời, phóng về phía một thanh cổ chùy. Chuôi cổ chùy này lưu động, lấy từng sợi thần mang, làm một kiện chuẩn linh khí vương phẩm. Trong những linh khí này, là một trong mấy linh khí cường đại nhất. Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng cũng đồng thời nghĩ tới bọn người kỳ văn thâm, vẫn còn ở trên động thiền chỉ độ, đều không chần chờ phóng về phía những linh khí kia. tâm chế bên ngoài những linh khí kia cực kỳ kỳ dị, vậy mà cùng cả khí điện chung làm một thể, cực kỳ là cường đại. Coi như là cương tư nam cũng căn bản, không cách nào từ trên căn bản bài trừ, chỉ có thể dựa vào màn lực oanh kích. Hảo quang hoa mỹ nổ tung, lực phản chấn cường đại, để cho ba người đều có chút thân hình rung mạnh. Thường thường một kiện đinh khí tuyệt phẩm, cần mấy chục đạo cộng kích mới có thể phá vỡ. Coi như là Khương Tư Nam cũng bị lực phản chấn, chấn cho khí huyết cuồn cuộn, ba người đều là yêu nghiệt thiên tài, đều có linh khí vương phẩm, chiến thực vô cùng cường đại. Nếu không cần giả anh thiên cảnh tới đây, căn bản không cách nào phá vỡ cấm chế, ngược lại sẽ bị lực phản chấn đánh chết. Một phút đồng hồ trôi qua, năm người cường từ nam cũng chỉ nhận được ba mươi mấy kiện linh khí tuyệt phẩm. Đối với mấy trăm kiện linh khí tuyệt phẩm này, vẫn là quá ít. Bỗng nhiên ánh mắt của Khương Tử Nam chợt lóe lên, chậm rãi nói, tới nhanh thật ở trong cảm giác của hắn kỳ phân thâm, yêu nguyên giã cùng tinh thần tử vậy mà tất cả đều tiến vào trong thành lòng điện rồi chúng ta đi thôi dược tiền cùng đan điện đã trống không bọn hắn nhất định sẽ ngựa không dừng vó chạy tới đây chúng ta bây giờ còn không đủ linh thạch tuyệt phẩm thúc giục hồi rỗi trước phải rời đi thôi đi tìm địa phương chứa đựng linh thạch tuyệt phẩm đã khương tư nam nhìn đoan bộc hàn cùng tiểu hòa thượng nói sau đó ban người trực tiếp buồn thà cho linh khí tuyệt phẩm còn lại bay về phía cung điện thứ tư. Đồng thời tâm tình của Cương Tư nam có chút lương trọng. Hắn thấy được bọn người kỳ phân thâm, nhưng để không có chứng kiến cầu tam, miêu tứ cùng thường ngũ, không khỏi lo lắng tình cảnh của bọn hắn. Các người, ngàn vạn lần đừng có để xảy ra chuyện gì. Ai dám làm tổn thương các người, ta tuyệt đối muốn cho bọn hắn sống không bằng chết. Cương tư nam ở trong lòng mặc niệm như vậy, trực tiếp xông vào trong cung điện thứ tư. Bọn người kỳ văn thâm, yêu nguyên giã cùng tinh thần tử tiến vào thanh long điện, cũng vị tinh khổng mềm mông, cửu trọng cung quyết trước mắt, chấn kinh rồi. Cung điện ẩn giấu ở trong tiền phụ lượn lờ, cùng thần quang sáng chói to lớn như tiền cung, mang theo một loại khí tức tuyền cổ bất hủ. Kỳ văn thâm nhìn quát bốn phía, cũng không có phát hiện đám người khương tư nam. Sắc mặt có chút âm trầm, thành âm lạnh lùng mà nói. Khương từ nằm so với chúng ta tới sớm hơn một chút để cho hắn đạt được bảo tàng Tây Đình Thú Sơn làm việc nhỏ. Nhưng mà nếu như hắn không biết nặng nhẹ, phá vì ma tôn phong ấn, vậy thì chết trăm lần cũng không đủ rồi. Hắn lời này vừa nói hiền ngang lẫm liệt, nhưng mà yêu nguyên giã cùng tinh thần tử đều cơ nhằn một tiếng. Trong ánh mắt hào quang lập lòe, cũng không có phản ứng đến hắn. Tam phương đường ngũ đồng thời tàn ra, phóng về phía cùng điện trước mắt. kỹ sư huynh, vừa rồi ba yêu tộc kia thật sự là không có tán thưởng tình nguyện liều mạng trọng thương cũng không muốn đầu nhập vào phe chúng ta hơn nữa ba gia hỏa kia thần thông thật quỷ dị nếu không phải kỳ sư huỳnh cười phát hiện kịp lúc chúng ta phải nhiễm lên một thần rắm chó rồi nếu không phải bọn hắn chạy trốn nhanh nhất định phải rút gần lột ra chúng một bên chu thanh oán hận nói sắc mặt có chút tái nhợt phảng phất như nhận lấy kinh hãi thật lớn kỳ vân thầm nhìn hắn một cái nhàn nhạt, nhạt nói và cái yêu tàu kia đều là tiểu nhân vật thôi nhất định là chạy tới cùng đám người cương tư nam hội hợp hiện tại quan trọng nhất là bắt được cương tư nam bảo tàng tây Trình tú sơn này là đồ vật của ngũ hành thánh tông ta bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng chàm đi thôi hắn mang theo người ngũ hành thánh tông phóng về phía cửu trọng cung điện cửu trọng cung điện sừng sững ở trên trời sao nhất trọng chồng chất nhất trọng mãi cho đến cửu trọng cuối cùng đó là hắc ám vô tận. Cương Tư Nam đứng ở trong trước cửa cung điện thứ tư, ngẩng đầu nhìn lên trên. Cung điện thứ chín đã hoàn toàn bị hắc ám che lấp, hơn nữa vẫn còn lan tràn xuống dưới, như là một cự thú khí tức ngập trời, thôn phệ quang mình vô tận. Tốc độ nhanh thật. Cương Tư Nam khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt có một tia sầu lo. Hắn không nghĩ ra tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy, thành lòng điện một bậc hoàn hảo không tổn hao gì. Tại sao phong ấn lại xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ thân mình của ma tôn thoát khốn cũng tỉnh đại ý thức trong đầu ma tôn rồi? Bất kể là thế nào, cường tư nam cảm giác được những người mình càng lên cao, giống như bước vào lối đi không đường về. Có một loại cảm giác tìm được nhanh. Cung điện thứ tư là pháp điện. Xem giá sách bệ đá hộp ngọc ở trong đại điện rỗng tuếch ba người khương tư nam tùy sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn còn có chút phiền muộn pháp điện dành như ý nghĩa là truyền pháp trì điện trong điện này có thể ẩn chứa đạo pháp thần thông cùng các loại truyền thừa của tây đình thú sơn phải nói là nơi trần quý nhất trong chín cung điện nhưng mà hôm nay lại rỗng tuếch không biết từ lúc nào đã bị người ta lấy sạch tiểu hòa thượng chậm rãi nói thì điều cung cũng yêu thần cung đã nhận được tây đình thú sơn truyền thừa tăng nghi hơn một vạn năm trước, đạo pháp truyền thừa ở đây đã bị hai đại yêu cùng kia mang đi. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng nói, bởi vậy, vậy chúng ta nhất định phải chạy nhanh, nhìn xem có thể tìm được linh thạch tuyệt phẩm hay không. Bằng không mà nói, chúng ta sẽ không cách nào đối mặt lửa giận của những người đằng sau kia. Bọn hắn sẽ không cho là những vật này bị người khác mang đi, mà sẽ chỉ cho rằng đều ở trên người của chúng ta. Đoàn Mộc Hàn cùng thiểu Hòa Thượng tưởng tượng cũng phải đấy. Nhưng người sau lưng kia kích động tới tìm bảo. Kết quả phát hiện, cả đám cung điện tất cả đều rỗng tuếch, không tức giận đến phát điên mới lạ. Ba người dùng tốc độ nhanh nhất đi ra. Tòa cung điện thứ năm là trận điện, hẳn là nơi trận đạo truyền thừa. Nhưng mà không hề ngoài ý muốn, vẫn rỗng tuếch vô cùng. Tòa cung điện thứ sáu là linh điện, cũng là địa phương mà người thường từ nam mong đợi nhất, là đại điện chất chứa linh thạch ba người bọn khương tư nam đều cầu nguyện ngàn vạn lần phải đưa lại một chút ít linh thạch tuyệt phẩm bằng không mà nói xong rồi nhưng mà ở trong linh điện vẫn không không đáng đáng khương tư nam thấy được linh thạch cặn rất là nhiều nhưng một khối linh thạch cũng không có À gì đà phật đây rốt cuộc là ai làm ra chuyện tốt so với chó thẻ lưỡi ra liếm còn sạch hơn ngay cả một khối linh thạch cũng không có để lại nhiều hoa thượng tức giận bất bình mắng to xem là chúng ta vẫn còn có chút suy si tâm vọng tưởng trong chiến đại cung điện chỉ sợ đại bộ phận bảo vật đều ở phản năm trước bị lấy sạch chúng ta đi thôi cương tư nam thở dài một hơi cũng cảm giác được rất thất vọng quay người muốn rời đi khoan đã vừa lúc đó long hoàng một bực ngủ say bỗng nhiên lên tiếng sao vậy cương tư nam rất nghi hoặc không biết long hoàng phát hiện ra cái gì Toàn linh điện này không đơn giản. <laughs> Tiểu tử, chỉ sợ ngay cả người cũng bị lừa. Long Hoàng rất đáng ý. Hơn nữa trong thanh âm có một tiếng kích động. Người trực tiếp đi đến phương Bắc của linh điện này. Dùng đại la trận điện cẩn thận cảm giác một chút đi. Trong này cất giống một chút đồ vật không tệ đâu. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, thân hình lóe lên liền rơi xuống phương Bắc của linh điện này. Đây đó là một thạch bích, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, cũng không có đồ vật gì khương tư nam có chút nhắm mắt đánh ra trận điển vì hắn thúc giục tan ra từ ký mịt mờ hào quang sáng chói mượn đại ra trận điển thần kỳ hắn quả nhiên phát hiện một tia không gian chấn động che giấu sâu đậm vậy mà có không gian khác trong nội tâm của khương tư nam lập tức có chút kích động đã che giấu sâu như vậy nói không chừng bên trong sẽ có rất nhiều linh thạch tuyệt phẩm tồn tại nói như vậy đồ vật mình muốn liền có được rồi. Nhìn người, chút tiền đồ này, đinh thạch tuyệt phẩm được coi là cái gì? Đồ vật trong này tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. Long Hoàng tức giận trào phúng một câu, sau đó lòng trào hư không hơi điểm. Quang mang màu vàng bắn ra, phản phất như bị, chia làm vô số sợi dây nhỏ. Lập tức liền tác động một chỗ huyền cơ trong hư không. Trước mắt của Khương tương Nam, thạch bích như nước nhộn nhạo lên cợn sóng lộ trong một không gian nhỏ mịt mờ. Thì ra là gia tiên phí thuật có thể dùng như vậy. Trong nội tâm của Cường từ Nam tán thưởng vô tiếng, không có chút do dự, có đoan mộc hàn cùng tiểu hòa thượng thoáng vột phát tiến vào không gian này. Đợi bọn hắn đi vào, Thạch Bích lập tức lại khôi phục nguyên dạng, căn bản nhìn không ra có cái gì bất động. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.